Ở đây, thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là lấy vùng trọng cho những cái thứ mà nó như kiểu áo lông hay là lông thú như thế này, nó rất là phức tạp về hình. Đấy, thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể tách được cái đối tượng này ra khỏi nền đó, mà nó phải đẹp đúng không? Mà chúng ta có thể dùng được để chúng ta còn làm ăn đúng không? Chứ không phải là tách kiểu ào đấy, mà nó phải rất là đẹp. Thì cách chúng ta làm như sau ạ, các bạn cứ đi nhanh cho tôi cùng chọn bằng bất kỳ một công cụ nào nhé. Đấy các bạn, đi nhanh cùng chọn tương đối chuẩn xác vào cái phần viền của đối tượng cho tôi nhé. Đi nhanh cùng chọn như thế này, chúng ta dùng công cụ gì cũng được, miễn là các bạn đi nó chuẩn. Đây tôi muốn nhanh thì tôi đi bằng cái công cụ lasso này. Còn nếu mà các bạn không tự tin bằng công cụ này thì chúng ta có thể dùng pen chúng ta đi tương đối chuẩn xác vào cái phần viền. Chỗ nào mà nó chưa được chuẩn thì các bạn phải đi lại đây này, cộng thêm hoặc trừ đi đúng không? Đấy, giữ shift và cộng thêm hoặc trừ đi để cho nó tương đối sát vào. Ok, ví dụ những cái chỗ mà xa quá như này là không được này. Đấy, bắt buộc nó phải tương đối sát sát vào một tí thì sau này các bạn làm nó sẽ chuẩn hơn nhá. Đấy, sau khi các bạn đi được một vùng chọn như thế rồi nhá. Đấy, sau khi chúng ta đi được vùng chọn như này rồi, chúng ta vẫn đang ở công cụ tạo vùng chọn, thì các bạn nhấn cho tôi vào thằng Select and Mask này, nhấn vào chữ Select and Mask, nhấn vào chữ Select and Mask này. Đấy. Nhấn vào cái chữ Select and Mask này thì nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn. Thì ở cái phần view các bạn sổ ra, các bạn chọn cho tôi overlay. Đấy, phần view sổ ra chọn overlay nhé. Và ở cái thanh công cụ này các bạn chọn cho tôi sang thằng Z5S Brush Tool này. Chọn sang công cụ này thì mới làm được, công cụ phía trên này là không làm được nhá. Công cụ Z5S này, chọn sang công cụ thứ hai. Đấy, khi vào công cụ này xong này thì chúng ta điều khiển sai kích thước của netbook ở trên này nhá. Chúng ta muốn to ra hay nhỏ đi thì chúng ta sẽ điều khiển ở sai ở trên này. Đó. Và sau đó này, bạn quét chuột vào cái phần ranh giới này. Được chưa? Đấy. Quét chuột phần ranh giới này. Các bạn nhìn thấy bây giờ cái lông của con chó này nó tách với phần nền màu hồng ấy, thì là như thế, sau là nó sẽ tách súng hệt như này luôn nhá. Còn nó mà chưa đạt thì chúng ta phải quét vào tiếp. Đấy, như thế này là rất đạt rồi nhá. Sau nó là rất mềm. Đấy, chúng ta cứ quét vào như này. Thì với cách này thì chúng ta mới có thể tách được những cái tóc hoặc lông, hoặc là người ta mặc những cái áo. Đấy, nó rất là nhiều lông chẳng hạn, thì chúng ta không thể nào mà lại đồ thì nó thành một cái viền cứng mất đúng không? Đấy. Tất nhiên là có những chỗ mà nó quá dấp dính với nền thì nó sẽ không làm chuẩn đâu. Thì những cái chỗ đấy thì sau chúng ta phải dùng tay thủ công để chúng ta sửa lại. Thế nếu mà chỗ nào mà nó có sự tách biệt lớn thì gần như là quá là hoàn mỹ luôn nhá. Công cụ này rất là tuyệt vời. Đây, những cái chỗ này nó bị đỏ đỏ như này là nó bị lấn vào ấy rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ trừ đi xem nó có được hay không. Tôi cứ đi hết bằng công cụ này đã. Có những chỗ thì chúng ta phải chấp nhận là nó không được. Đấy, đây này, đấy, những chỗ này thì nó rất là tuyệt vời nhé.
Vậy sao? Giữa hình và nền nó khá là tách biệt đúng không? Đấy, chỗ nào còn màu xanh này chúng ta quét tiếp vào để cho nó mất hết đi, còn một tí nữa là bỏ đi rất là khó. Đấy. Đấy. Rồi đây chỗ này nó bị một ít này, đây cũng bị một ít, thì chúng ta vào cho tôi thằng trừ cái trên này này, được chưa? Đấy, chúng ta trừ thử đi, à, cũng được đúng không? Đấy, cái chỗ này thì lại không được rồi. Đây không phải chỗ nào trừ nó cũng hết nhé. Đấy, những cái này thì được. Đấy, chúng ta sẽ phải quét lại bằng thằng cộng này xem nó có được không. Ok, đấy, được rồi nhé. Đấy, trừ nó đi xong lại quét lại bằng thằng cộng nhé. Đấy, xem chỗ nào ở đây, chỗ này bị nữa này. Không được, phải trừ cho này. Ok, xong quét lại bằng thằng cộng nữa này. Được rồi đúng không? Tương đối đúng không? Rồi, đấy. Rồi, đấy. Sau khi các bạn làm xong cái thao tác như này rồi, đấy, con chó gần như nó rất là tách so với cái phần nền xung quanh rồi. Đây chúng ta kéo xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ có phần output sitting đây xuất ra nhá. Output nó xuất ra, chúng ta sổ nó ra, sổ cái thằng output sitting ra, chúng ta sẽ có phần output tool này. Đấy, chúng ta xuất cái ra bằng phương pháp nào, ra đối tượng nào thì chúng ta sẽ chọn new layer, xuất ra layer mới nhá. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái layer mới á. Nó sẽ tạo ra một cái layer mới. Đấy, và các bạn nhấn OK là chúng ta có layer mới thôi ạ. Nhấn OK nhé. Đấy, thế là chúng ta có layer mới như này. Đấy, bây giờ chúng ta thử tạo một layer ở phía dưới nó nhé. Tạo một layer ở phía dưới nó. À, ví dụ tôi tạo màu xanh như này. Đấy, chúng ta đổ màu thử nhé. OK chưa? Đấy, có được không ạ? Rất là đẹp nhé, dùng được ngay. Đấy, vị chân bị cụt thì chúng ta có thể lấy chân bên này. Đấy, có một chân, may quá đúng không? Chúng ta lại có chân bên này. Đấy, CSS6 đạt độ nhiều mép khoảng 3 đi. Đấy, chúng ta Ctrl Z lên, nhớ chọn đúng layer, Ctrl Z lên. Đấy, nhấc nó sang bên kia, Ctrl T. Phóng to thu nhỏ làm sao để cho nó vào vừa như này. Đấy, ok chưa? Thế bây giờ dùng tẩy mà tẩy nó đi. Đấy, để làm sao để cảm giác như kiểu là có bóng đổ vào nên là nó khá là tối đúng không? Đây, được chưa? Rồi. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà cái chỗ này nó tối, chỗ này nó sáng quá thì chúng ta có thể hiệu chỉnh đi bằng cái lệnh level ấy. Đấy, hôm trước mới học xong level đây. Đấy, cho nó tối xuống một tí để cho nó khớp với cái chân bên kia. Đấy, còn chỗ này thì nó giống như kiểu bóng đổ, nó đổ vào cái kẻ. Đấy, thì chúng ta được con chó với hai chân như này, được chưa? Đấy, xong gắn nó vào nhau. Ctrl E nhé, là gắn layer phía trên xuống layer phía dưới, được chưa? Đấy, Ctrl E nhé. Hoặc các bạn có thể vào layer này. Đấy, vào đây, Ctrl E đây, made down. Đấy, gắn layer phía trên xuống layer phía dưới. Đấy, chúng ta tất nhiên là chúng ta phải là hoàn thiện rồi chúng ta mới gắn, chứ đừng có mà gắn ngay thì đến lúc sửa lại không được đúng không? Phải làm đẹp rồi thì không còn gì phải sửa nữa thì chúng ta mới gắn vào, vì khi gắn vào thì không tách được ra đâu. Nếu vừa làm thì chúng ta có thể nhấn Ctrl Z hoặc Ctrl Alt Z, nhưng mà làm lâu rồi thì không có sửa được. Đó, thế bây giờ con chó như này rồi, tôi muốn làm bóng đổ xuống theo đúng hình con chó thì sao? Tôi sẽ làm như sau ạ. Đấy, thao tác làm bóng đổ theo hình ạ. Chúng ta cứ tạo một layer trong mới nhá. Tạo layer trong mới này. Gọi lại vùng chọn của layer phía trên. Thao tác này biết chưa? Giữ cái gì nhỉ? Giữ Ctrl đúng không? Bấm vào vùng hiển thị trong bảng layer này thì chúng ta sẽ gọi lại được vùng chọn. Các bạn CSS6 các bạn đặt đồ nhóm F. Trong trường hợp này tôi đặt khoảng là 10 nhá. Đấy, đặt khoảng là 10 và chúng ta đổ cho tôi màu đen tuyệt đối vào cái layer phía dưới này. Đấy, chuyển nó về màu đen nhé, chuyển cái bảng màu về màu đen. Và các bạn nhấn Alt Backspace đúng không? Chúng ta sẽ đổ được màu như thế này. Đấy, Ctrl D bỏ vùng chọn. Các cái phiên bản mới thì có vùng chọn chúng ta di chuyển này,
thì gần như nó không bị để lại cái viền. Nhưng những cái phiên bản cũ ấy thì khi mà vùng chọn nó độ to xong chúng ta đổ cái độ nhòe lớn ấy, chúng ta có vùng chọn trong di chuyển này hát là nó cắt luôn cái phần viền này ở lại, tạo thành một cái hình khung ở lại thì rất là xấu. Chính vì vậy là thôi tốt nhất các bạn khi các bạn di chuyển thì các bạn nên bỏ vùng chọn đi xong chúng ta di chuyển nhá. Đấy, thì chúng ta di chuyển như thế này thì nó mới không có bị để lại viền. Nếu các bạn sử dụng phiên bản cũ là bị ngay, phiên bản mới thì nó đã khắc phục được cái tính năng đấy rồi. Bây giờ chúng ta muốn làm nó đổ xuống này thì chúng ta làm như sau ạ. Các bạn nhấn cho tôi phím Ctrl T. Đây là thao tác gì? Hiệu chỉnh hình đúng không? Và chúng ta giữ cho tôi phím Ctrl này. Chúng ta có thể ép bằng cạnh ở giữa này cũng được, hoặc ép bằng các cái đỉnh ở bên này cũng được nhé. Đấy, thì chúng ta ép bằng cạnh ở giữa đi. Đấy, như thế này. Các bạn tuân thủ cho tôi đúng nguyên tắc của luật xa gần, là gần to xa nhỏ, nó có độ hút xuống thì trông nó mới đẹp nhá. Đấy, gần nó to này, xa nó hút nhỏ đi như này. Đấy, nếu mà bạn nào hiểu nguyên tắc của luật xa gần thì chúng ta làm cái trường hợp này sẽ rất là đẹp. Đấy, con chó nó đang bay ở trên không thì chúng ta sẽ để cái bóng đổ nó dịch xuống dưới cho nó tách hẳn phần chân ra nhá. Còn nếu con chó mà nó đang chạm chân xuống mặt đất rồi thì chúng ta để cái bóng đổ nó chạm vào chân như này thì con chó nó sẽ nằm ở dưới mặt đất. Ok chưa? Đấy, đấy là tùy chúng ta thôi. Đấy, sau khi chúng ta làm xong này, các bạn dùng cho tôi công cụ tẩy. Dùng công cụ tẩy nhé. Đấy. Và chọn nét bút mềm đúng không? Chuột phải vào. Chọn nét bút mềm và chọn size tương đối to như thế này. Giảm opacity của cái tẩy đi và chúng ta tẩy ở các vùng ở xa đi. Đấy, tẩy xa đi để ở gần nó đậm, xa nó phải mờ hơn. Ok chưa? Ừ. Rồi. Sau đó này, nếu trong trường hợp mà cái bóng đổ này muốn hơi giảm xuống một ít độ opacity để nó nhìn được, ví dụ nó là đá, là sỏi đúng không? Thì nó phải nhìn thấy cái hình. Chứ còn như thế này nó che hết. Mặt phẳng này thì không nói làm gì. Nhưng nếu mà nó là cảnh mà nó có đối tượng thì chúng ta nên giảm cả opacity của cả cái layer bóng đổ này xuống. Ví dụ chúng ta chỉ để nó khoảng tầm 70% như này thôi. Ok chưa? Đấy. Thì nó sẽ nhìn được các cái đối tượng ở phía dưới chứ nó không bị đặc quá. Đấy, thì chúng ta thứ nhất là tách được xong hình bóng đổ này và tách được xong hình và làm được bóng đổ như thế này. Đấy, bây giờ chỉ cần đặt một cái chữ vào đây thôi, thế là phía đầu tiên đây không? Đấy, nhanh như không đúng không? Làm đồ họa đơn giản không này. Ok, và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn xem xong nhớ subscribe, chia sẻ nhé. 3 điểm. Đây còn cái ảnh nhá. Đây thì các bạn lấy như sau ạ. Các bạn vào Google nhé, các bạn gõ từ app vào này. Đấy, gõ từ app và các bạn vào phần hình ảnh đúng không? Vào phần hình ảnh này. Đấy, vào phần hình ảnh thì chúng ta vào cho tôi phần công cụ này nhá. Vào phần công cụ này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có kích thước ở đây này. Kích thước ở đây. Các bạn sổ xuống, các bạn chọn kích thước lớn này. Kích thước lớn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta dí vào cái ảnh, chúng ta thấy 2000 3000 như này là lớn rồi nhá. 2000 3000 ở đây là pixel đấy. Thì là lớn rồi. Đấy, chúng ta đừng có lấy mấy trăm thì là nó nhòe lắm. Chúng ta lấy ảnh nó phải. Đây ví dụ cái thằng này là 1280 x 720. Đấy. Thì nó cũng tương đối lớn. Đấy thì các bạn lấy cái ảnh nào cũng được, kể cái ảnh tôi làm hoặc cái ảnh bất kỳ ảnh nào khác các bạn làm nhé. Đấy là các bạn thôi. Đấy cái ảnh đấy, đây thì các bạn download về cái ảnh này thì nó chất lượng, thì chúng ta có con chó này để chúng ta thực hành cái bài đấy nhé. Okay.